Nga tiêu diệt hàng trăm lính Ukraine, hóa cho hàng loạt khí tài. Nga phá hủy căn cứ quân sự của Ukraine ở Donetsk. Pháo binh và không quân Nga đồng loạt tấn công vị trí trọng yếu của Ukraine, thị trấn Adyivka. Đội trinh sát Nga phục kích xe quân sự Ukraine. Ông Zelensky lo lắng phương Tây giảm chú ý tới Ukraine vì xung đột ở Trung Đông. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công loạt sở chỉ huy của Ukraine ở Zaporizhia và phá hủy kho vũ khí ở Kherson. Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng giúp của Nga phối hợp với hàng không và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các đơn vị Ukraine gần Donetsk. Ngoài ra, nhân lực và trang thiết bị của Ukraine đã bị tấn công gần Donetsk. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên lên tới 165 quân nhân thương vong, hai xe chiến đấu bọc thép và ba xe cơ giới. Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga phối hợp với trực thăng và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các phân đội xung kích của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 127 gần vùng Zaporizhia và giáng một đòn hỏa lực vào các đơn vị lữ đoàn cơ giới 72 của Ukraine gần Donetsk. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên lên tới 200 quân nhân thương vong, hai phương tiện cơ giới và một cầu pháo D-20. Ngoài ra, một kho đạn dược dã chiến của lữ đoàn tấn công dù số 79 Ukraine đã bị phá hủy gần Donetsk. Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị từ lực lượng từ Center của Nga với trực thăng và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm từ Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt số 12 và Lữ đoàn Cơ giới số 63 của Ukraine về phía đông nam Lugansk. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga còn nhắm vào các cụm nhân lực và khí tài Ukraine gần Lugansk và Donetsk. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên là 60 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, ba xe bán tải, pháo D-30 và D-20. Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ lực lượng Zapad của Nga đã hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh, đã đẩy lùi bốn cuộc tấn công của các phân đội xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới 115 AFU gần Liman, Pervy, vùng Kharkov. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên là 25 lính Ukraine và ba phương tiện cơ giới trong ngày. Trong quá trình phản công, quân Nga đã bắn trúng một hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất và hai hệ thống pháo tự hành Kovtika của Ukraine. Theo hướng Zaporizhia, các đơn vị từ lực lượng Nga đã giáng đòn hỏa lực vào quân nhân và trang bị lữ đoàn tấn công đường không số 82 và lữ đoàn cơ giới hóa số 65 của Ukraine gần Rabutino và phía tây bắc Verbovoye. Thiệt hại của Ukraine ở hướng trên lên tới hơn 80 quân nhân Ukraine, một xe tăng, ba xe bán tải, một pháo D-30 và một pháo M-46. Theo hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine là hơn 50 quân nhân và 12 phương tiện cơ giới. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và khí tài của Ukraine tại 118 khu vực trong ngày. Một kho vũ khí tên lửa và pháo binh của nhóm Liên hợp Kherson thuộc Ukraine đã bị phá hủy gần Davidovbrot. Các chỉ huy của các lữ đoàn cơ giới 67 và 118 Ukraine, trung đoàn 15 của vệ binh quốc gia Ukraine đã bị loại bỏ gần Donetsk và vùng Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video cho thấy quân đội nước này tiến hành một cuộc pháo kích nhằm vào căn cứ quân sự tạm thời của Ukraine ở Donetsk. Các binh sĩ thuộc nhóm lực lượng phía nam của Nga đã ngăn chặn thành công nỗ lực phản công của lực lượng Ukraine theo hướng Donetsk và phá hủy một căn cứ quân sự tạm thời của Ukraine. Nga bắt đầu triển khai hoạt động tấn công, ngay sau khi dữ liệu tình báo tiết lộ hoạt động gia tăng bất thường của Ukraine trong khu vực. Các trinh sát không chỉ phát hiện sự di chuyển gia tăng mà còn có thể xác định các dấu hiệu hoạt động đã được lên kế hoạch của quân đội Ukraine. Sau khi nhận được dữ liệu liên quan, tọa độ ngay lập tức được gửi đến đơn vị pháo binh và tiến hành khai hỏa. Theo giới quan sát, sau hơn 4 tháng phản công trì trệ, phía Ukraine vẫn chưa đạt được mục tiêu đột phá nào trên chiến trường, thậm chí còn chịu tổn thất nặng nề. Theo thông tin từ Roya Novosti, trong ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, Nga cũng đã phá hủy ba tàu chở quân của Ukraine ở khu vực Kherson. Trong khi đó, các binh sĩ lữ đoàn phòng vệ bờ biển Nga làm nhiệm vụ tại khu vực đồng bằng sông Donetsk tại Kherson đã xác định và vô hiệu hóa một nhóm trinh sát phá hủy của Ukraine ẩn náu trên một con tàu bò hoang được trang bị thiết bị tác chiến điện tử. Theo chỉ huy lũ đàn súng trường cơ giới với biệt danh Saman cho biết, chúng tôi phát hiện một nhóm gồm khoảng 8 người trên đảo. Họ tiến lên phía trước và ẩn náu trong một con tàu bị trôi giạt sau trận lũ. Đối phương đã chọn con tàu này để ẩn nấp cùng với một số thiết bị tác chiến điện tử. Chúng tôi quyết định tấn công nó bằng tên lửa dẫn đường từ xe tăng. Vì chỉ huy kết luận chiếc xe tăng đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù. Giờ đây những chú chim ý chỉ UAV của chúng tôi có thể bay lượn tự do mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Sáng ngày 10 tháng 10, pháo binh và không quân Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở Adipka và trong khu vực. Các vị trí của Ukraine ở Adipka, Aichip, Ritino, Umansk, Nitivolov và các khu vực định cư đã bị phá hủy. Lực lượng Nga tấn công vào các hầm trú ẩn, vị trí của Ukraine bằng bom và tên lửa. Nhà máy than cốc địa phương Avdiivka được quân đội Ukraine sử dụng làm căn cứ quân sự đã bốc cháy dữ dội. Cơ sở này gần như bị lực lượng hàng không vũ trụ Nga tấn công hàng ngày. Ở phía tây bắc Avdiivka, quân Nga vượt qua đường sắt và tiến sát đến vùng ngoại ô thị trấn Berdychi. Việc kiểm soát khu vực định cư cho phép quân đội Nga cắt đứt đường tiếp tế chính của lực lượng vũ trang Ukraine ở Avdiivka. Về phía Kiev, các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết lực lượng vũ trang Ukraine chịu tổn thất nặng nề tại khu vực Ocheretino nơi nhà ga bị phá hủy bởi các đợt không kích của Nga. Ở phía Nam, quân đội Nga đang đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi vị trí của họ ở gần Opitnoye. Vài tuần trước, một vài nhóm binh sĩ Ukraine cố gắng tiến vào làng nhưng bị đẩy lùi. Quân đội Nga cũng đã tiến vào những cánh đồng gần đó, giao tranh vẫn tiếp tục ở khu vực Vodianoye. Thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine ở Avdiivka được coi là một trong những công sự mạnh nhất ở Donbass. Các cuộc không kích nhằm phá hủy nó là điều cần thiết trước khi thực hiện bất kỳ chiến dịch tấn công trên bộ nào ở khu vực. Quân đội Nga cũng buộc phải bao vây thị trấn ở ngoài ô Donetsk nhằm tránh tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công trực tiếp. Việc phá hủy các vị trí của lực lượng vũ trang của Ukraine ở Avdiivka là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho thường dân trong khu vực trung tâm ở thành phố Donetsk vì lực lượng Ukraine liên tục pháo kích vào khu vực này. Mới đây, lực lượng trinh sát Nga đã tổ chức phục kích xe quân sự Ukraine, bắn hạ quân nhân đối phương từ cự ly xa. Trong clip này, đội trinh sát của quân đội Nga phát hiện một xe quân sự Ukraine chở binh lính Ukraine và họ đã tiến hành phục kích, sử dụng súng tiểu liên bắn liên tiếp vào chiếc xe ô tô từ cự ly xa. Qua clip có thể thấy, đơn vị trinh sát của Nga chia làm hai tốp, tiến đánh mục tiêu từ hai hướng khi tới nơi nhóm binh sĩ nga đã thu được nhiều súng bộ binh của phía ukraine đặt trên chiếc xe tải nhỏ một mẫu ô tô có lẽ từ thời liên xô trong khi đó, toàn bộ các quân nhân Ukraine trên xe đã tử trận. Khi tiến gần đến chiếc xe tải Ukraine, có thể thấy rõ kính xe đã bị bắn vỡ, còn bạt phía sau của xe lỗ chỗ đạn. Khi tiếp cận chiếc xe, lính Nga vẫn bắn cảnh giới ra xung quanh. Cho tới nay, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã kéo dài được 20 tháng. Ukraine bắt đầu phản công Nga trên quy mô lớn vào tháng 6 năm 2023, nhưng kết quả mà họ thu được cho tới nay là hạn chế. Ukraine đang rất cần viện trợ của phương Tây để duy trì cuộc xung đột quân sự này với Nga. Ngày 10 tháng 10, Đức đã công bố có viện trợ quốc phòng mới trị giá khoảng 1 tỷ euro, tức là khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Đức cho biết, gói viện trợ trên bao gồm cả khí tài phòng không, vũ khí và các phương tiện mặt đất. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius khẳng định, Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine những gì nước này cần nhất như khí tài phòng không, đạn dược và xe tăng. Với gói viện trợ mùa đông mới này, chúng tôi đang tăng cường hơn nữa mức độ sẵn sàng hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine trong những tháng tới. Gói viện trợ này bao gồm một hệ thống tên lửa phòng không Patriot và hệ thống tên lửa phòng không tầm trung iris bổ sung, cũng như xe tăng, pháo phòng không Gepard. Ông Pitorius cho biết, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng sẽ được hỗ trợ các phương tiện, vũ khí trang thiết bị khác trị giá hơn 20 triệu euro để tăng cường năng lực tác chiến. Trước đó cùng ngày, tập đoàn sản xuất vũ khí Ramento Express Munition của Đức thông báo sẽ cung cấp hơn 100.000 đạn pháo 155mm cho chính phủ Đức theo hợp đồng đã tạm ngừng lần thứ ba. Bên cạnh loại đạn 155mm, Rheinmetall Express Munition cũng sẽ cung cấp thêm đạn pháo có khả năng phân nổ mảnh cao DM-121. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ vừa qua cho biết, trên đài phát thanh, nước này sẽ gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine từ năm 2025. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ không cho biết nước này sẽ gửi bao nhiêu F-16 cho Ukraine. Không quân Bỉ có 45 máy bay chiến đấu F-16 và tất cả sẽ ở cuối vòng đời trong vòng 5 đến 6 năm tới, bắt đầu từ năm 2024. Không quân Bỉ sẽ bắt đầu nhận 4 đến 5 máy bay chiến đấu F-35 mới mỗi năm, dần dần thay thế cho F-16. Trước đó, ngày 15 tháng 9, chính phủ Bỉ đã chấp thuận cho nước này tham gia vào việc đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại rằng phương Tây có thể ít chú ý hơn đến cuộc xung đột ở Ukraine sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel. Ông Zelensky nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với France 2: "Tôi không muốn so sánh, đất nước chúng tôi đang diễn ra cuộc xung đột tồi tệ, trong khi tại Israel, nhiều người đã mất đi người thân. Những bi kịch này khác nhau nhưng chúng đều là mất mát lớn." Ông cho biết, cộng đồng quốc tế có thể trở nên ít chú ý hơn đến Ukraine. Dù vậy, ông hy vọng nhận được sự hỗ trợ tiếp tục của Mỹ. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố nếu viện trợ cho Kiev chấm dứt, thời gian sẽ đứng về phía Nga. Hôm 7 tháng 10, sau khi bắn hàng nghìn quả rocket về phía Israel từ dài Gaza, lực lượng Hamas đã xâm nhập vào nhà nước Do Thái. Hamas gọi cuộc tấn công của mình là phản ứng trước hành động của Israel tại nhà thờ Hồi giáo Al-Asa trên núi Đền Linh Thiêng ở Jerusalem. Đáp trả, Israel đã tuyên truyền với Hamas và ra lệnh bao vây toàn diện giải Gaza. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác, Israel đã triển khai khoảng 300.000 binh sĩ, chia thành các cánh quân để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào những mục tiêu trên giải Gaza. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Jonathan Consiris hôm nay 11 tháng 10 xác nhận Israel đã triển khai khoảng 300.000 binh sĩ thuộc các quân binh chủng, gồm các lực lượng bộ binh, thiết giáp, pháo binh và dự bị xung quanh giải Gaza. Tuyên bố của người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel được đưa ra sau khi Tel Aviv tuyên bố tình trạng chiến tranh, tấn công đáp trả các mục tiêu của lực lượng Hamas ở dài Gaza. Hamas hôm 7 tháng 10 đã phóng hàng nghìn quả rocket vào Israel trong cuộc tấn công chưa từng có trong 75 năm. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 10 tháng 10 tuyên bố Israel đang trên đà tấn công toàn diện vào Gaza. Ông Gallant thông báo gỡ bỏ các hạn chế trong cuộc chiến với lực lượng Hamas và sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để hạ gục đối phương. Người đứng đầu quân đội Israel cũng thông báo Israel sẽ khởi động chiến dịch tấn công bằng các cuộc không kích, sau đó sẽ triển khai tấn công trên bộ. Ông khẳng định mức độ tấn công sẽ ngày càng tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng ra lệnh bao vây hoàn toàn Gaza, cắt nguồn cung điện, nước, nhiên liệu và lương thực. Vừa qua, Phần Lan cho biết đường ống dẫn khí đốt dưới biển và cáp liên lạc nối giữa Phần Lan và Estonia ở biển Baltic đã bị hư hại nghiêm trọng, dường như do hành động phá hoại có chủ ý từ bên ngoài. Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto cho biết trên mạng xã hội X ngày 10 tháng 10 rằng có khả năng việc đường ống dẫn khí và cáp liên lạc bị hư hại là do hành động của thế lực bên ngoài. Trước đó, các nhà chức trách đã phát hiện đường ống dẫn khí đốt và cáp liên lạc nối Phần Lan và Estonia bị hư hại vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương vào hôm 8 tháng 10. Họ cho biết đường ống bị hư hỏng nghiêm trọng và có thể phải ngừng hoạt động trong vài tháng. Thủ tướng Phần Lan Petteri Oppo phát biểu trong một cuộc họp báo ở Helsinki rằng đánh giá sơ bộ cho thấy thiệt hại quan sát được không thể gây ra bởi việc sử dụng đường ống hoặc do biến động áp suất. Trong khi đó, theo ông Ninisto, chính phủ Phần Lan đã liên hệ với các đồng minh và đối tác để tìm hiểu vấn đề này, đồng thời khẳng định Phần Lan đã có sự chuẩn bị tốt cho sự cố nên an ninh nguồn cung năng lượng không bị ảnh hưởng. Cũng theo ông Timo Kinpenlainen thuộc Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan, mức độ thiệt hại cho thấy sự việc không thể xảy ra một cách ngẫu nhiên. Marco Hasinen thuộc lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết không có hoạt động địa chấn nào được ghi nhận ở vịnh Phần Lan trước khi phát hiện thiệt hại ở Baltic Connector, nhưng họ có phát hiện các tàu từ một số quốc gia khác nhau xuất hiện trong khu vực. Theo số liệu của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc công bố vừa qua, thiên tai khiến Trung Quốc thiệt hại khoảng 308,29 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 58,8 tỷ đô la Mỹ kể từ đầu năm nay. Đây là mức thiệt hại chưa từng có do thiên tai gây ra đối với quốc gia 1,4 tỷ dân này. Thiên tai ở Trung Quốc khiến cho 499 người thiệt mạng và mất tích, hơn 2,75 triệu người phải sơ tán, tái định cư và hơn 89 triệu người bị ảnh hưởng. Bốn trận bão trong thời gian này đã gây thiệt hại nặng nề, trong đó có những cơn bão liên tiếp gần đây nhất gây ra lũ quét và hàng trăm vụ lở đất ở các khu vực miền Nam Trung Quốc. Tình hình khu vực miền Bắc và Đông Bắc không khả quan hơn khi phải hứng chịu lượng mưa kỷ lục, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán người dân. Global Times đưa tin, thiên tai xảy ra ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc có mức độ nghiêm trọng nhất so với cùng kỳ trong 5 năm qua. Các vụ mùa lúa, đậu nành và ngô của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng, gây ra lo ngại lạm phát. Nhất là trong thời điểm chính quyền Bắc Kinh đang nỗ lực ổn định nền kinh tế như hiện nay, chính phủ Trung Quốc cho biết có khoảng 9,71 triệu hecta cây trồng của nước này bị ảnh hưởng kể từ đầu năm. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại!